Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, hôm nay Minh Đường Tử Vi chỉ muốn nói là Tân Sửu đừng buồn vu vơ nhé, buồn không lý do, sầu không lý trí, cứ cảm thấy lạc lõng hoặc đôi chút chán chường, đó là bệnh trời sinh hay bẩm sinh quái tính, dù làm gì thì cứ lạc quan lên một xíu, cười nhiều lên một xíu, mở lòng ra bớt đắm chìm trong thế giới riêng, hãy cho những người xung quanh cơ hội mà bước chân vào, tập luyện nhiều hơn tí, năng động nhiều hơn chút, thêm năng lượng tích cực, thêm yêu đời lạc quan, chẳng có sự vụ gì cũng ngẩn ngơ, nhìn trời man mát buồn vu vơ. Minh Đường Tử Vi chưa từng can thiệp quá khứ của Tân Sửu, nhưng tương lai thì sẽ có. Tân Sửu chịu đựng được cái số phận bị chèn ép đến giờ phút này đã là quá đủ rồi, giàu sang hạnh phúc an yên mới là những thứ bản mệnh đáng được sở hữu, bị kìm hãm bấy lâu nay. Cô bác vẫn ổn cả chứ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi hóa giải vận mệnh ngay tại video số này, cải vận ở tuổi 50 chưa bao giờ là muộn cả. Thưa quý tín chủ của Minh Đường Tử Vi, các cô bác hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, thua thì làm lại, có gì đâu mà phải sầu, mất thì tìm lại, hoặc coi như là không có, nhẹ đầu mà làm việc khác, có gì đâu mà phải nuối tiếc ưu tư, nhầm đường thì bắt đầu lại, chỉ cần ta còn sống, máu ta còn tràn đầy nhiệt huyết, ta còn lắm nỗ lực, thì vạn điều ta mong mỏi, triệu điều ta truy cầu, rồi sẽ đạt được thành tựu, cùng sự an yên, vậy nên nếu hôm nay mệt quá, hãy cứ nhẹ lòng mà nghỉ ngơi cô bác nhé. Quý cô bác Tân Sửu kính mến, cô bác đã bao giờ ghét ai chưa? Chắc chắn là có. Sống ở đời 9 người thì 10 ý. Tránh ra được chuyện xô xát bất đồng quan điểm, hậm hực cãi nhau. Cô bác đã bao giờ vì ghét ai mà chú ý đến cuộc sống của người đó chưa? Lại nói chắc chắn là có. Dù ít dù nhiều, lâu lâu ngó qua nó một cái, nghĩ về nó một tí, xem nó sống chết ra sao. Lại hỏi vậy lúc kẻ mình ghét có biến cố thì mình sẽ thấy thế nào? Hả hê chứ nhỉ? Người ta bảo tác hại của khẩu nghiệp ai cũng biết, mà niềm vui của nó lớn quá, khiến cho đường tu tập thật khó lắm thay. Vậy hỏi, hả hê xong rồi. Cuộc đời cô bác liệu có biến chuyển tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác đang gánh chịu, cô bác vẫn phải gánh. Sự cố của công việc cô bác đang đương đầu, cô bác vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc của tâm khảm, cô bác đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô bác vẫn cứ đơn độc một mình. Cuộc đời mình nào có khá hơn được, dù trong tích tắc đã thỏa sự sân si, mỗi chúng ta đều có góc tối, ở đâu đó có những người buông thả theo nó, có người thì dưỡng tính tu tâm. Tôi không bảo cô bác sống như Bồ Tát, vì thế thì khó quá, bảo cô bác là sống thế nào thì sống, quan trọng trái tim, đầu óc phải tự thả, thực tế một chút, mà tập trung vào bài toán cuộc đời mình, để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác tốt đẹp hơn, như là học hỏi, cầu tiến, cầu thị, làm cho chăm, nỗ lực cho lắm, mà phấn đấu thành tựu. Còn chuyện thiên hạ, hãy cứ để kệ họ đi, đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp họ thì họ gánh chịu vậy thôi, không hợp thì bỏ qua, không để ý. Bỏ qua không phải vì ta không biết cách sân si, mà vì đó mới là trí tuệ cho nhẹ đầu, nhẹ trí, mà quan nghĩ sống một đời tự mình ấm êm, não bộ con người có hạn, trí nhớ cũng có hạn, lưu giữ lại những gì đáng nhớ, những ký ức tốt đẹp, những con người đáng trân trọng, rồi thì cứ nhẹ người mà bước, thả hồn mà trôi. Cô bác Tân Sửu có biết không, 2 tháng cuối năm 2023, có hung, có cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phụ thuộc cô bác. Tận dụng những lời luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào, nếu giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh cũng nắm trước được thiên cơ, mà xoay chuyển được tình thế, có thể sau video này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau trên không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn sẽ chúc cô bác Tân Sửu có một đời an yên. Cô bác hãy dành một giây đăng ký kênh để tiếp sức cho đội phụng sự Minh Đường Tử Vi ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Người tuổi Tân Sửu cần cù nỗ lực, vượt bậc mới gặt hái thành công. Đây là những người làm việc không biết mệt, rất khó làm họ thay đổi quan điểm, ý kiến của mình, vì họ là những người bảo thủ, cố chấp. Người tuổi Sửu luôn bình ổn, thận trọng, được tín nhiệm, song cũng hay ngủ quên trong chiến thắng, bề ngoài mềm mỏng chất phát, song thực tế là người cứng rắn, thông minh, nhanh nhẹn, vốn là người hướng nội, đến khi cần, họ là nhà hùng biện xuất sắc, bình tĩnh xử lý trong trường hợp hỗn loạn và thiết lập lại trật tự chung. Người tuổi Tân Sửu luôn tôn trọng quan niệm truyền thống, kiên trì giữ mẫu mực cố định nào đó, vì vậy mà người ta dễ đoán được mẫu mực hành động của họ. Quá trình tìm hiểu đến với hôn nhân của họ rất dài, họ không ưa việc nợ nần, nói được là làm được, họ luôn nhớ chính xác con số, thời hạn trả nợ. Trong gia đình, họ là người gia trưởng, biết phải hạ lệnh thế nào và làm sao để người khác phải tuân theo. Họ rất thực tế, không để tình cảm xen vào công việc, là người có năng khiếu chỉ huy, lãnh đạo, biết dùng kỷ luật để trói buộc người khác,
thường có phong độ của một bậc quân nhân, vì vậy mà họ không thích hợp với công tác ngoại giao hay những công việc tế nhị. Họ không hề muốn dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Với bản tính nghiêm khắc, họ sẽ dạy con cái đến nơi đến chốn. Họ sẽ nêu gương tốt cho con cái mình. Nếu là người vợ, họ sẽ chăm chút kỹ càng, là một người vợ lý tưởng, là bạn họ sẽ trung thành hay giúp đỡ người khác. Năm Tân Sửu tượng trưng cho thành công. Sau khi trải qua bao gian khổ, nỗ lực, người sinh năm này đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc, quy củ, là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị, do chắc chắn, đáng tin cậy nên người tuổi Sửu được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm, chỗ nào cần trách nhiệm ở đó có anh ta. Nhưng nên chú ý thận trọng, bằng không thắng lợi sẽ khiến họ u mê, tính cách bất khuất bướng bỉnh và suy nghĩ logic của anh ta được che giấu bằng vẻ ngoài đơn giản chất phát và tề chỉnh ngay ngắn, sự thông minh, nhạy bén, ẩn giấu dưới vẻ trầm lặng kiệm lời e dè. Về cơ bản, anh ta thuộc mẫu người hướng nội, so với bản tính mạnh mẽ, khi có cơ hội anh ta liền trở thành một nhà diễn thuyết uy nghiêm, hùng hồn. Trong giờ khắc hỗn chiến, anh ta lâm trận hiên ngang, phẩm chất dũng cảm oai hùng và lòng tự tin của anh ta sẽ đưa mọi thứ trở về đúng trật tự vốn có. Người tuổi Tân Sửu là người quy củ ổn định, theo mô thức kiên trì cố định, tôn trọng quan niệm truyền thống, luôn tỉnh táo tiếp nhận kỳ vọng của người khác để hành sự. Đến mức mọi người đều có thể dự đoán trước hành động của anh ta, có người không công bằng phê phán anh ta không có tưởng tượng. Những người Tân Sửu hiểu rằng, chỉ khi làm việc kín kẻ thì mới không bị rơi vào thế thất bại. Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản rạch ròi, không ưa phức tạp quá. Bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy họ sống cầu thả bừa bãi hay lật đật hấp tấp. Người này thành công chủ yếu dựa vào trí tuệ và những chỉ thị từ người khác. Người tuổi Sửu luôn có suy nghĩ kiên định và tinh thần cống hiến hết mình, tôn trọng chữ tín, cách đánh giá phiến diện tầm thường. Chẳng đáng kể gì, anh ta dồn hết tâm sức, sức lực, hoàn thành công việc chứ không bỏ gánh giữa đường. Những thông tin trong cuốn sách tâm linh này có thể đúng với bạn nhưng cũng có thể có đặc điểm không đúng với bạn của bạn cùng tuổi Sửu, bởi nó dựa trên những đặc điểm chung nhất của những người tuổi Sửu. Những nội dung trong sách được tác giả tổng hợp và phân tích dựa trên cơ sở khoa học đầy độc đáo và chính thống. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Tân Sửu trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch. Tài lộc tươi sáng nhưng chưa có cơ hội bùng nổ. Theo tử vi tháng 11 2023 âm lịch, lục hợp ghé thăm khuyến khích bản mệnh giải quyết mọi việc bằng sự hài hòa, lưu tâm tới lợi ích của đôi bên. Nếu không sẽ có rắc rối xảy ra cản đường tiến bước của mình. Thật ra rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, thế nên bạn chỉ cần nỗ lực hết mình trong khả năng của mình là được. Mệnh có quan đới khiến bạn gặp nhiều trở ngại trong việc nghĩ lớn, luôn cảm thấy sợ hãi, không an toàn. Thực ra bạn là người có khả năng, nhưng lại quá tin vào những lời nhận xét của người khác. Cuối cùng, không dám hành động, chẳng dám làm trái ý của số đông. Bạn cần biết bảo vệ ý kiến của mình trong một số trường hợp, thế nên tránh để bị thao túng tâm lý, chỉ dùng ý kiến của mọi người để tham khảo mà thôi. Lời khuyên là bạn cần vượt qua vòng tròn an toàn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra, dù là tốt hay xấu, bớt đi sự kỳ vọng bạn sẽ thực tế hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Sửu còn được tiếp thêm động lực để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong cuộc sống, từ công việc cho đến cả các mối quan hệ. Bách Việt ghé thăm, dự báo khía cạnh tình cảm của bản mệnh trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Với những ai đang độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tượng mới. Tuy nhiên bạn cần phải cởi mở hơn và thẳng thắn về những gì bạn muốn trong mối quan hệ để chọn được một nửa phù hợp. Khía cạnh sức khỏe của tuổi Tân Sửu, cho dù đã ổn định hơn tháng trước, nhưng bạn nên cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình hình sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 2023 âm lịch, nhiều áp lực nhưng được bù đắp xứng đáng. Theo tử vi khoa học, sang tháng 12 cũng là tháng bản mệnh vận khí biến động khôn lường, mang đến nhiều khó khăn và áp lực cho tuổi Sửu. Công việc dồn dập, khối lượng và áp lực cực lớn, đòi hỏi phải hết sức tập trung và dành nhiều thời gian xử lý mới có thể hoàn thiện, tránh được tình trạng trì trệ. Tài lộc có thu hoạch nhất định, trong khi chính tài cố định, bản mệnh đã tự dự liệu được khoản tiền lương và thưởng cuối năm nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên,
có thiên tài mang tới những khoản thu ngoài luồng khác, tiền bạc khá rủng rỉnh, có điều kiếp tài ảnh hưởng. Những người tuổi Tân Sửu khó tránh tiền bạc tổn thất, tiêu pha tốn kém tiền vì người khác hoặc quyết định kinh doanh, đầu tư, sai lầm nào đó. Phương diện sức khỏe cần lưu ý, giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh phong hàn, chú ý khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, họa huyết quan. Chuyện tình cảm duy trì ở mức ổn định là tốt, không mong thăng cấp bất ngờ, nhất là các cặp đôi đang yêu. Cần dành thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi tính chuyện hôn nhân đại sự, kẻo sau này phải hối tiếc. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi 2023, ở tháng cuối năm Quý Mão, người Tân Sửu luôn tất bật với công việc, khối lượng và áp lực tăng cao. Bản mệnh cần tập trung tinh thần cao độ và dành nhiều thời gian làm việc, thậm chí mang việc về nhà làm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vừa phải đương đầu thái tuế, vừa không được nguyệt lệnh ủng hộ, khiến tuổi Tân Sửu luôn có cảm giác bị kìm nén, muốn làm thật nhiều thứ hơn nữa, nhưng sức lực có hạn nên thành ra bế tắc, suy nghĩ có chút bi quan. Đây là thời điểm để bạn đưa ra định hướng, phương hướng mới cho công việc, việc cũ chất đống, việc mới cấp thiết, nên tuổi Tân Sửu cần phải biết ưu tiên. Tuy nhiên, việc gì cũng có giá của nó, bản mệnh hăng hái xông xáo và chủ động làm việc thì đổi lại sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Theo phi tinh tháng, cửu tử chu cát khí đồng cung với lục bạch ở hướng Tây Nam, đây là phương vị hỗ trợ rất tốt cho công danh, sự nghiệp của bạn trong tháng. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 12-2023 theo lịch âm, mặc dù công việc bận rộn nhiều khó khăn, nhưng bù lại, tài lộc có thu hoạch nhất định. Về chính tài, đây là tháng cuối cùng trong năm Quý Mão, theo đó bản mệnh sẽ có khoản lương và thưởng, cộng dồn xứng đáng với sự nỗ lực và phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua, nhìn chung mức thù lao khá lý tưởng. Về thứ tài, tuổi Tân Sửu cũng có những khoản thu ngoài luồng khác như doanh thu cả năm, mức hoa hồng, quà cáp tặng thưởng. Song, so với tử vi tháng 11-2023 âm lịch, tiền bạc tháng này dư dôi hơn hẳn, bản mệnh tự tin tiêu xài đón Tết. Tử vi tình duyên. Theo dõi tử vi hàng tháng, trong tháng phải đương đầu với thái tuế, chuyện tình cảm của tuổi Tân Sửu duy trì ở mức bình ổn là tốt rồi, không mong sẽ có sự thăng cấp bất ngờ, các cặp đôi đang yêu. Cũng chưa có dự tính cưới xin gì trong tháng này, vì đã là năm cùng tháng tận, tốt hơn hết, nên tập trung vào công việc trước, ra Tết ngày rộng tháng dài, có dư thời gian để tính chuyện đại sự. Tử vi sức khỏe. Theo lịch vạn niên, tử vi tháng 12-2023 âm lịch, phương diện sức khỏe không đáng lo ngại, tuy nhiên, bản mệnh chú ý giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây ra những chứng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt, công việc thường nhật, những đối tượng như người già, trẻ nhỏ. Cần được chú ý chăm sóc sức khỏe hơn, do hệ miễn dịch sức đề kháng kém, thời tiết biến đổi mạnh khó lường trước, nên chủ động phòng tránh sẽ tốt hơn. Trong tháng có sự dịch chuyển, đi lại nhiều, bản mệnh chú ý đi đứng thận trọng, chủ động lịch trình để tránh gặp phải sự cố hoặc họa huyết quang, đụng chạm xe cộ gây thương tích. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát. Đối với nam mạng, tuổi Tân Sửu là những người có ngày sinh dương lịch từ 15 tháng 02 năm 1961 đến ngày 4 tháng 02 năm 1962. Cầm tinh con trâu, thiên can tân kết hợp với địa chi sửu mang ý nghĩa lộ đồ chi ngưu, trâu trên đường. Nam mạng Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ, bích thượng thổ, năm 2024 là năm Giáp Thìn, cầm tinh con rồng, mệnh hỏa. Xét về ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can tân bình hòa với năm giáp, địa chi sửu xung với thìn, như vậy tổng quan năm 2024 của tuổi nam Tân Sửu có hợp, có xung. Trong 12 con giáp, Tân Sửu là những người điềm tĩnh, chăm chỉ và thật thà, mệnh chủ có cách nhìn xa trông rộng trước một vấn đề nào đó, không dễ dàng bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt. Nếu trong năm 2024 này, mệnh chủ giữ được sự bình tĩnh, kiên trì, nỗ lực của mình trong công việc thì sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Bên cạnh đó, năm 2024 cũng là một năm đề cao sự an toàn đối với nam mạng tuổi Sửu, sinh năm 1961. Bản mệnh làm gì cũng cần lập kế hoạch cụ thể và sự chuẩn bị trước, không nên hấp tấp, vội vàng, đưa ra quyết định. Trong năm 2024 này, công việc của nam mạng tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều chuyển biến mới. Mệnh chủ là người làm việc chăm chỉ, cần mẫn, không ngại gian khổ, nên lúc nào cũng được trọng dụng.
Năm 2024 cũng là thời điểm Tân Sửu Nam Mạng, học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, bất kỳ ai cũng có thể học, người nông dân học để tìm thêm giống cây trồng, giống vật nuôi mang hiệu quả kinh tế, người làm tự do, học để quản lý công việc tốt hơn, học tập là việc cả đời, chỉ có việc không ngừng theo đuổi kiến thức mới mang tới thành công. Tuổi Tân Sửu Nam Mạng là người sống giản dị, mộc mạc, không bị chi phối nhiều bởi tiền bạc vật chất, họ làm việc chăm chỉ, cần kiệm. Với việc chi tiêu, ít khi nam tuổi Tân Sửu 1961 chi tiền mạnh tay vào một việc gì đó, hoặc phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định chi tiêu tiền bạc. Vận tài chính trong năm 2024 của nam mạng tuổi Tân Sửu không có nhiều thay đổi so với năm cũ. Vì thế nếu để tiếp tục lối sống tiết kiệm, giản dị, thì mệnh chủ sẽ có một khoản tiền tiết kiệm trong năm nay. Nam tuổi Tân Sửu là người sống giàu tình cảm, biết quan tâm tới người khác nhưng lại ít khi thể hiện điều đó ra bên ngoài. Trong chuyện gia đình, mệnh chủ có phần nghiêm khắc, sống có kỷ luật và đạo đức. Trong năm 2024 này, nam mạng tuổi Sửu sinh năm 1961 có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, mệnh chủ có thể chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm sống của mình cho con cháu để mọi người có thêm bài học và kiến thức bổ ích. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng Tân Sửu đã có nhiều thay đổi, có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa cơ thể. Năm 2024, mệnh chủ nên duy trì các thói quen cho sức khỏe như tập thể dục, thiền định, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ. Nếu có một sức khỏe tốt thì tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo, tâm trạng thư giãn ít nóng nảy. Trong năm 2024, Tân Sửu nam mạng nên có kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ, như vậy sẽ sớm nhận biết sự thay đổi trong cơ thể, nếu có bệnh thì cũng được chữa trị kịp thời. Đối với nữ mạng, trong năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Tân Sửu vẫn duy trì những công việc cũ, mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi hay biến động. Về cơ bản, Tân Sửu nữ mạng đã thành thục làm quen với các việc này. Trong năm 2024, bản mệnh cứ tiếp tục phát huy sở trường của mình. Nếu có cơ hội gặp gỡ những đồng nghiệp mới, nữ Tân Sửu hãy tranh thủ để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ họ. Những người trẻ tuổi thường làm việc rất sáng tạo, nhiệt huyết và có nhiều năng lượng. Đây cũng là những điều mà ở độ tuổi này Tân Sửu nữ mạng đã khó duy trì được. Có một công việc ổn định nên nguồn thu nhập của nữ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 khá tốt. Nếu trong năm 2024 này, mệnh chủ vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, quản lý chi tiêu tốt thì sẽ dành dụm được một khoản tiền cho mình. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có kế hoạch dự trữ các khoản tiền để phòng trừ tương lai tuổi già, thận trọng với những thói quen hoang phí tiền bạc hoặc những lời mời đầu tư, lợi nhuận lớn, rủi ro cao. Nữ mạng tuổi Tân Sửu là người coi trọng gia đình, lúc nào cũng quan tâm tới con cháu, vì vậy mệnh chủ cũng nhận được sự yêu thương, quý mến, kính trọng của những thành viên trong gia đình. Năm 2024 này, mệnh chủ hãy tiếp tục là người kết nối tình cảm trong gia đình, sống chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Gia đình có hòa thuận thì mới tích được nhiều phước khí, chẳng vậy mà cổ nhân xưa có câu, gia hòa vạn sự hưng. Bước sang tuổi 64, nữ mạng Tân Sửu nên chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn, mệnh chủ nên đi khám định kỳ, duy trì thói quen sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ tích cực thì sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong năm 2024, Tân Sửu nữ mạng có thể tham gia các lớp thể dục dưỡng sinh, yoga, thiền định để tâm thanh tịnh, an lạc, duy trì lối sống lành mạnh, nói điều hay, làm việc tốt, như vậy không những cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tích đức cải vận. Thưa quý vị, Phật dạy về ý nghĩa khi làm việc thiện không hề đơn giản như con người ta trước giờ vẫn nghĩ. Ngài khuyên không nên chê việc thiện nhỏ vì Ngài hiểu rõ lợi ích của việc này. Trong khi người thế gian thường xem thường cho rằng việc nhỏ không quan trọng, tốn thời gian của bản thân, chỉ thích làm việc lớn lao, thực hiện những tham vọng lớn. Việc thiện nhỏ cứu được cả mạng người. Xưa kia, có vị đệ tử cùng thầy của mình cùng lên núi cao để tu tiên. Một thời gian sau, vị đạo sĩ bấm dịch số và biết được đệ tử của mình sắp tử vong nên âm thầm cho học trò về quê thăm gia đình trong những ngày cuối đời. Trên đường về quê, khi đi ngang một con suối nhỏ, người học trò nhìn thấy một khúc gỗ mục đang trôi theo dòng sông, nhìn kỹ mới thấy vô số kiến đang bám vào khúc gỗ chới với giữa dòng. Thế là người học trò vội vã lội xuống và vớt khúc gỗ lên để cứu đàn kiến đang trong cơn nguy kịch. Kết thúc chuyến đi về thăm nhà, vị đệ tử lại vui vẻ quay trở lại núi cao để tiếp tục việc học. Nhìn thấy đệ tử trở lại, vị đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng. Sau đó ông âm thầm bấm số xem lại, thì ra học trò của ông trên đường về quê đã làm được một việc thiện nên vượt qua được kiếp nạn.
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng chỉ hành động cứu kiến mà đã có thể giúp cho đệ tử kia thoát nạn, giữ được mạng sống của mình. Thế mới thấy, bằng sự hiểu biết có phần hạn hẹp của chúng ta, thì ta không đủ nhận thức ra đâu là phước nhỏ hay phước lớn. Thế nên mỗi khi có cơ hội thì nên cố gắng giúp người, giúp đời, đừng nề hà chuyện nhỏ hay lớn. Trong cuộc sống, có một số việc mà ta cho là rất nhỏ nhặt, như cho ai đó một món đồ, giúp người già qua đường, cho ai đó một bữa ăn, nhưng nó thực ra lại rất có ý nghĩa. Đối với những người đang cần giúp đỡ, điều đó giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi việc làm tốt đều có ý nghĩa. Không nên phân biệt là nhỏ hay lớn, vì chúng ta đều góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn.